Sáng 17 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với thành đoàn tổ chức 34 chuyến xe trao tặng 1.500 phần quà Tết để đưa 1.500 đoàn viên, người lao động và gia đình về quê đón Tết tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc, từ Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên đến Thanh Hóa. Nay vợ chồng tôi được đoàn thanh niên thành phố kết hợp Liên đoàn Lao động cho vé xe hai vợ chồng về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình và con ở quê. Cho nên là rất là vui. Nếu như mà không được hỗ trợ thì hai vợ chồng về khoảng khứ hồi luôn, là vô và ra luôn khoảng tầm gần 4 triệu bạc. Cũng 4 triệu là cũng hết một tháng tiền lương. Trải qua 15 năm tổ chức, chương trình đã chăm lo cho hơn 16.000 vé, góp phần sẻ chia những khó khăn, làm cho cuộc sống của thanh niên công nhân trở nên tốt đẹp hơn.